phát hiện cửa hàng có 7.000 lít xăng nhưng vẫn treo biển không bán. Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương phát hiện cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Sóc Trăng còn tồn khoảng 7.000 lít xăng trong bể chứa nhưng vẫn treo biển không bán. Chiều ngày 10 tháng 2, Bộ Công Thương Thông tin đã thành lập đoàn kiểm tra để thanh, kiểm tra các doanh nghiệp đầu mối, phân phối, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước. Đoàn kiểm tra do ông Lê Việt Long, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường làm Phó trưởng đoàn. Sau cuộc họp khẩn tại Bộ Công Thương chiều ngày mùng 9 tháng 2, đoàn kiểm tra đã lên đường vào Nam, tiến hành kiểm tra một số cửa hàng bán xăng treo biển hết xăng tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Ghi nhận ban đầu của đoàn kiểm tra cho thấy, tại thời điểm kiểm tra có đơn vị đã không còn hàng trong bồn để bán. Trong quá trình chờ đơn vị đầu mối tiếp thêm đã treo biển hết xăng. Tuy vậy, Bộ Công Thương cho hay cũng có đơn vị vẫn còn hàng nhưng không mở bán với nhiều lý do khác nhau. Cụ thể, trong chiều ngày 10 tháng 2, Đoàn bất ngờ kiểm tra cửa hàng xăng dầu của công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Lộc tại ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Quá trình kiểm tra phát hiện trong số 4 trụ cây xăng ở đây có hai trụ xăng hết hàng nhưng hai trụ khác vẫn còn tồn khoảng 7.000 lít xăng E5 trong bể chứa, nhưng cửa hàng vẫn treo biển không bán. Chủ cây xăng lý giải là do đơn vị đầu mối mới cung cấp hàng nên chưa kịp mở bán. Cùng với Vĩnh Long, đoàn sẽ tiến hành thanh kiểm tra các doanh nghiệp đầu mối, phân phối các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước trên cơ sở kết quả kiểm tra bộ công thương sẽ phối hợp với địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan theo thẩm quyền để kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật trong đó kiên quyết đình chỉ tạm đình chỉ kiên quyết rút giấy phép đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm